Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn công thức làm một món bánh tráng miệng rất là phổ biến trong thời gian gần đây. Đó là bánh bông lan kem trứng dừa nướng. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Phần cốt bánh thì mình sẽ sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà. Lần lượt cho thêm 20g dầu ăn, 30g nước cốt dừa, 2 miên vani, 50g bột mì số 8. Trộn đều hỗn hợp này cho đến khi bột khô nó tan và không thấy vón cục nữa là được. Tiếp theo mình sẽ đánh 2 lòng trắng trứng gà, có thể cho thêm vài giọt chanh để đánh trứng được nhanh bong lên. Mình sẽ dùng 50g đường và chia làm 2 lần cho vào. Mình đánh cho đến khi nhấc máy lên, thấy trứng nó tạo thành hình chớp mềm như vậy là được. Đánh xong thì mình sẽ cho từ từ vào hỗn hợp lòng đỏ, trộn cho đều tay. Phần cốt bánh này chỉ để tham khảo, bạn có thể đổi sang công thức khác tùy theo khẩu vị nhé. Mình cứ dùng cây phới lòng trộn trước theo một chiều như vậy để dễ dàng loại bỏ các cái vón cục của lòng trắng. Sau khi cho hết lòng trắng vào xong thì mình dùng cây phới dẹt trộn thêm một lần nữa để cho nó hòa tan cái phần bên dưới còn đọng lại. Dùng khuôn tròn 15cm để nướng bánh. Cho bột vào xong thì mình dập vài lần, sau đó để vào rãnh cuối của lò. Mình nướng 140 độ trong khoảng 50 đến 60 phút. Các bạn nhớ làm nóng lò trước 10 phút nha. Tiếp theo là sốt kem trứng. Mình sẽ dùng 100g nước cốt dừa, thêm 50g sữa tươi không đường, 2g muối và 100g bột kem trứng. Bột này các bạn có thể tìm mua ở cửa hàng nguyên liệu bánh hoặc là các trang mạng bán hàng online cũng có. Mình trộn đều hỗn hợp này lên, bạn sẽ thấy nó từ từ chuyển sang màu vàng đậm. Mình trộn cho đến khi bột khô nó tan và hỗn hợp nó không bị vón cục là được. Tiếp theo mình sẽ đánh 150g whipping cream với lại 20g đường. Whipping này các bạn khi nào đánh thì mình hãy lấy ra, bởi vì khi nó lạnh thì mình đánh sẽ nhanh bong hơn. Mình đánh cho đến khi nó bong cứng như vậy là được. Xong mình sẽ cho hỗn hợp kem trứng vào. Đánh thêm khoảng 1 phút nữa cho hỗn hợp nó hòa lẫn lại với nhau. Cuối cùng mình dùng cây phới lòng mình trộn sơ lại một lần nữa là xong. Đối với cốt bánh thì các bạn có thể cắt tùy theo cái khuôn mà mình muốn sử dụng. Cho bánh vào khuôn xong thì mình đổ cái sốt kem trứng lên trên. Cuối cùng mình cho thêm vụn dừa nướng lên mặt nữa là được. Các bạn có thể làm thêm những cái khuôn nhỏ như vậy giống mình để ăn cho nó tiện. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bông lan kem trứng dừa nướng. Bánh này thì mình nên bảo quản ở tủ lạnh, ăn sẽ được ngon hơn. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.